Hôm nay ngày 13 tháng 6 năm 2023, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công 4 đồng chí công an 2 xã Ek Tua, xã E Tiêu và 2 cán bộ xã đã hy sinh trong vụ việc nhóm người dùng súng tấn công trụ sở xã ở huyện Chư Quyên hôm ngày 11 tháng 6. 6 liệt sĩ được trao bằng Tổ quốc ghi công là 1. Liệt sĩ Hoàng Trung, thiếu tá công an nhân dân, cán bộ công an xã Ek Tua. 2. Liệt sĩ Trần Quốc Thắng, thiếu tá công an nhân dân, cán bộ công an xã E Tiêu. 3. Liệt sĩ Hà Tuấn Anh, đại úy công an nhân dân, cán bộ công an xã E Tiêu. 4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, đại úy công an nhân dân, cán bộ công an xã Ek Tua. 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Ek Tua. 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã E Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Trong buổi tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, các cán bộ chiến sĩ công an trong tỉnh Đắk Lắk nguyện tiếp tục thi đua học tập, công tác, chiến đấu, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Trước mắt là lực lượng công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tập trung ngày đêm khẩn trương điều tra làm rõ, truy bắt toàn bộ các đối tượng đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa qua ở địa bàn huyện Chư Quynh để đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.